uống cà phê với tỉnh táo nè. Trời ơi, hay đã quá vậy ta. Cảm ơn bà nha. Ai, cuối tuần rồi á, hai người có hẹn hò gì không? Cũng không biết nữa, tại vì chưa thấy động tĩnh gì hết trơn. Cha anh đang bận rồi. Gì kỳ á, có bận gì cũng phải gọi một cuộc gọi chứ. Không lẽ ổng không rủ bà đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống cà phê gì hả? Công việc của ảnh mà không có trách ảnh được đâu. Đầu tuần hay cuối tuần gì cũng vậy hết trơn á. Nhiều khi bây giờ mình ngồi nói chuyện vậy, chứ ảnh là đang trong ca mổ không chừng. Bộ đừng có chủ quan như vậy chứ. Sơ hở một xíu á hả, đứa nào nó rinh đi mất ở đó mà than ha. Thôi đi bà ơi, tôi là tôi tin anh Sĩ tuyệt đối 100% luôn á. Ảnh không phải kiểu người vậy đâu. Ai đừng có tin tưởng đàn ông nha, phải theo sát ổng kè kè từng phút từng giây, sơ hở một xíu có chuyện liền à. Hay là tại vì bà quen ông Quốc, có ông Quốc ổng như vậy cho nên bà mới cảnh báo tôi chứ gì? Đúng không? Ý buồn sao? Tôi thấy cũng may bà quen ông Quốc á. Ông Quốc so với anh Sĩ của tôi á thì anh Sĩ ở đây anh Quốc thì ở dưới cái mức trung bình luôn. Nếu không á, bà hả mà có ông Quốc đẹp trai trong tay á, ông bỏ vào cái mồ bà ơi đó. Ý của ông sao? Ý sao đâu, thì tôi chỉ nói ví dụ vậy thôi, giỡn thôi mà. Giỡn gì kỳ vậy, giống như chửi vô mặt người ta vậy đó. Chửi nào? Ủa cha biểu bà nói xấu anh Sĩ của tôi trước chi? Chứ ông Sĩ của bà có gì đẹp đâu mà ông xấu. Anh Sĩ của tôi dễ thương vậy thôi chứ mà không. Số ngày đó tôi canh chừng bà phải canh chừng ông Quốc thì có. Bộ mấy canh chừng ổng thì có, nhìn cái tướng hả lù khù á, vác cái lô chạy nào không hay á, với lại con nhà giàu á hả, nhiều khi tỏ vẻ lù khù như vậy á hả, rồi hả đằng sau á ai biết được chuyện gì xảy ra. Không dám, là anh Sĩ của tôi không phải là người như vậy. Ngày anh sĩ dám thì cá. Bây giờ cá dám kiểm tra không? Kiểm tra tôi sẽ cô ông Quốc, tôi sẽ cô ông Sĩ. Bây giờ nha, nếu đứa nào thua dọn toilet một tháng. Ok ok, chơi chơi. Dạ hả? Vậy giờ mình gặp nhau đi ăn luôn ha. Ok anh, bye bye. Ủa, bộ tính đi gặp ông Sĩ hả? Ừ. Cho tôi đi với. Gì? Bà đi làm chi? Thì anh Bút ở nhà á, bộ lúc nào á muốn gặp ổng gặp cũng được. Còn tôi á, với ông Sĩ có gặp nhau thường xuyên đâu. Bộ đi có hẹn với ổng á, cho tôi đi mới công bằng chứ. Công bằng chứ gì? Ừ. Đi đi, lên thay đồ đi. Ok. Anh ơi. Hả? Anh đi vô trước đi. Em với mày vô nhà vệ sinh xíu. Ờ. Nè, vừa lòng bà chưa? Tôi chơi đẹp với bà lắm rồi đó nha. Mai mốt được có nói là không công bằng, tôi chơi ăn gian đó nha. Ok. Nhưng mà bộ không sợ anh Sĩ mất vô tay tôi thiệt hả? Mới mới thì tôi phải sợ anh Sĩ. Bây giờ chị thua vẫn còn kịp đó. Thôi đi bà ơi, không có vụ mà tôi thua đâu ha. Cỡ bà hả? Tôi không có gì mà phải lo lắng hết trơn á. Để rồi con. Ừ, tại vì tôi chưa bắt đầu tấn công ông Quốc của bà thôi. Để coi ai sẽ là người thua. Thì bồ thua chứ ai. Ở đâu ra vậy? Tới đó đi rồi biết. Để coi, anh Sĩ sẽ không thể nào thoát khỏi tuyệt chiêu quyến rũ của tôi đâu. Em có việc đột xuất phải về trước, có gì em gọi lại sau nha. Cái gì vậy trời? Anh đi đâu vậy? Bây giờ đến giờ anh vô trực rồi. Anh đi nha.
À, em hát hay lắm, lần sau hát cho anh nghe nữa nha. Dạ được, bất cứ khi nào anh muốn em cũng có thể hát cho anh nghe mà. Ok, bye bye. Dạ. Cá sắp cắn câu rồi, tức thiệt chứ. Ủa, bé Mai đâu rồi? Nãy đi chung với em mà. À, Mai ghé siêu thị đi mua chút đồ rồi anh. Nhà hả? Anh Quốc, bây giờ ở nhà chỉ có em với anh thôi đó. Ờ, thì sao? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang lướt Facebook. Ngứa lỗ tai quá à. Hả? Anh ngứa lỗ tai hả? Để em quấy lỗ tai cho anh nha. Ngứa lỗ tai nào vậy? Thôi, để em quấy lỗ tai cho anh nha. Thôi, anh không có cần. Đây, để em quấy cho. Thôi, nó không cần. Đây mà. Đây mà, để em quấy cho mà. Nó không cần mà. Ở đây để em quấy cho. Con bé này. Đây em quấy cho nè. Sao cái con bé này? Ây da. Bị cái gì? Vậy không chịu quấy lỗ tai hả? Quấy cái gì mà em bị vậy? Vậy quấy cho em đi. Nè, quấy lỗ tai cho em đi. Anh Quốc, quấy lỗ tai cho em đi nè. Anh Quốc. Nè, quấy lỗ tai cho em đi. Nè, em xỉn đúng không? Đi nhậu về thì đừng có làm phiền anh. Lẳng lơ hết sức à. Bị gì vậy? Nữa. Anh ta cho em ơi. Mày đã lẳng lơ. Làm như đẹp trai lắm vậy đó. Gớm mốc cứ mũi quấy tao. Tay. Người này không biết đụng vô chưa nữa nè. Trên phòng không có gương soi hay sao vậy? Soi lại bản thân mình đi nha. Ủa, về rồi hả? Sao? Thành công mỹ mãn chứ hả? Tất nhiên rồi. Còn ba? Tôi thì tôi chỉ mới thử anh Quốc sơ sơ thôi à. Coi bộ tôi cũng chưa làm gì hết mà cũng được 80% rồi ha. 80% hả? Ừ. Và có bị ảo lắm không vậy? Ảo mới là sự thật á. Để từ từ coi biết liền à. Ừ, để từ từ coi biết. Ừ. Ê. Dạ. Bà có xin nhanh trước với ông Quốc không đó? Không hề nha. Cái này á tôi hỏi bồ mới đúng nè. Gì? Bà nói gì với ông sĩ đúng không? Tôi có nói gì đâu. Trời ơi, gian. Tôi chơi rất công bằng á, trước cho bà biết. Ok, chúng ta cùng nhau chơi công bằng. Cố lên. Cố lên. Cố lên nha. Cố lên nha. Bà phải cố lên bộ đó. Bộ cũng phải cố lên đó. Hai chị em cố lên. Bà phải cố lên. Cố lên. Bà cố lên đi. Thôi, nếu có thua, nè. Dám nhận thua đi. Có chuyện gì mà tôi nói vui dữ vậy? Dạ con cũng không biết nữa. Dạ em chào anh. Chào em tìm ai? Dạ, có anh Sĩ ở đây không anh? Sĩ vừa đi ra ngoài. Ủa, xin lỗi em. Ủa, anh Sĩ. Em tới đây có chuyện gì hả? Dạ, anh Sĩ. Ra ngoài nói chuyện với em xíu nha. Được, mình đi. Dạ, em chào anh. Chào em. Đi em. Đâu mà xuất hiện một cô gái xinh đẹp tìm Sĩ vậy ta? Ủa, còn Diễm My thì sao? Trời ơi, thằng này đào hoa thiệt ta. Anh Quốc ơi, anh có ở trong đó không? Vô đi mày. Vụ gì á? Em có làm tôm chiên lăn bột cho anh ăn nè. Vậy hả? Cảm ơn em nha. Thật ra những cái này em làm là dành cho anh Quốc đó.
Em nói tới vậy mà anh còn chưa hiểu hả? Anh Quốc, em không muốn nói chuyện này đâu, nhưng mà em biết một khi em đã quyết định nói ra sự thật thì mối quan hệ tình bạn của em với Mai sẽ chấm dứt. Nhưng mà anh biết không, em chịu đựng hết nổi rồi anh Quốc ơi. Ngày hôm nay em phải nói cho anh biết thôi, hình ảnh của anh lúc nào cũng ở trong trái tim của em hết. Trái tim của em nếu như mà hôm nay em không nói ra giống như là bị nổ tung ra đó, anh hiểu không? Cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của anh, em chịu không nổi anh Quốc ơi. Anh Quốc ơi, anh làm ơn đi anh Quốc. Bây giờ em phải làm sao đi anh Quốc ơi? Em phải làm sao đi anh Quốc ơi? Anh Quốc ơi. Ôi mà Mỹ, em phải làm sao đây hả anh Quốc? Em nói thiệt đó hả Mỹ? Em chịu không nổi đâu anh Quốc ơi. Em nói thiệt đó hả? Bây giờ em phải làm sao hả anh? Em làm anh khó xử quá Mỹ à. Tự nhiên bây giờ Mỹ à, anh nói em nghe nè. Dạ. Anh với em không bao giờ đến được với nhau đâu, em hiểu không? Trong tim anh chỉ có một mình Mai thôi. Mi à, em đi ra khỏi phòng giùm anh đi. Anh hứa sẽ giữ kín chuyện này. Trời ơi, thiệt tình. Nè, để dĩa tôm lại em. Anh xin lỗi. Nói gì anh không nghe? Em muốn gọi một dĩa trái cây. Em ơi, cho một dĩa trái cây nha. Rồi đó. Cảm ơn anh. Em nói gì? Em nói là cảm ơn anh. Nè, em đừng có nói nhỏ lô tai anh nữa, nghe nó nhột dữ lắm. Nhưng mà em thích nói như vậy đó. Lại đây, lại đây. Bạn Mai. Đó thấy chưa, anh nói rồi mày không tin. Cái lỗ tai này nè, nhiều dây thần kinh dữ lắm, nó nhột dữ lắm. Em biết rồi. Và anh để ý nha, từ ngày hôm qua tới giờ nè, đi chung với em, anh phát hiện ra nhiều điều lắm. Em là một cô gái rất là dễ thương, gần gũi nữa. Cho anh mượn điện thoại đi. Mượn cái điện thoại của em đi. Cảm ơn. Vô đi. Ê, sao vậy? Sao mà mày ủ rũ vậy? Bị anh Quốc từ chối rồi chửi cho con trận nên anh vậy hả? Còn lâu đi ha. Tại vì tôi đang suy tính kế hoạch thôi. Dù sao thì cũng ở chung một nhà. Nếu mình làm quá trớn thì hơi kỳ, không có được tự nhiên. Ở chung một nhà, nếu làm quá trớn như vậy kỳ, không được tự nhiên. Vậy coi như thua rồi đúng không? Vậy bây giờ tôi cho bà xem cái tin này, bà đừng có sốc nha. Còn lâu tôi mới thua bà. Để coi anh Sĩ anh nhắn cái gì vậy ta. Nè, coi đi. Mai à, chắc anh đã lung lay vì em rồi. Tôi không ngờ ông Sĩ ông lại háo sắc như vậy luôn á. Dễ siêu lòng gì cũng biết nữa. Cha nội này, ông lại đồ háo sắc thiệt hả?
Mới về hả? Dạ. Đi cung quá, trời cái mặt cung quá. Giờ em mới thấy anh đẹp trai vậy luôn á, trời ơi. Nè em làm gì? Trời ơi. Còn tới đây kiếm tôi làm chi nữa? Em ngày mai nói gì rồi hả? Lúc trong quán karaoke chỉ còn anh với Mai, anh đã cảm nhận được cái gì đó giữa hai tụi anh. Và bây giờ gặp lại, điều anh cảm nhận càng đặc biệt hơn. Mina, anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt đi. Tôi không nghĩ anh là người mau thay đổi vậy luôn á. Ừ, tôi cũng nghĩ là mình nên chấm dứt đi. Đúng rồi, nên chấm dứt đi. Với một người đem tình cảm người khác ra lừa gạt, làm trò đùa, vui lắm hả? Nào, anh hỏi thiệt, em với Mai đang cá cược gì đúng không? Đem anh làm trò đùa đúng không? Sao? Còn nhìn anh với ánh mắt đó nữa hả? Em không thấy gượng gạo hả? Thiệt tình luôn, không ai đem tình cảm người khác ra đùa giỡn như vậy. Mà anh nghĩ chiêu trò này chỉ có em bày ra thôi, người khác không thể nào suy nghĩ được như vậy. Có đúng không? Không đúng, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm gì, đứng lại. Còn hiểu lầm đứng lại. Không, không có, không có. Đứng lại. Không có. Nè, nghe anh hỏi, đúng không? Không, không có phải như vậy, đừng có hỏi gì hết. Nè, nhìn thẳng mặt anh nè, nhìn đi. Tưởng anh dễ bị lừa gạt lắm hả? Không, đúng không? Không phải như vậy đâu. Anh không tin luôn á, em dám đem tình cảm lừa gạt. Em không tin anh hả? Sao? Tại sao vậy? Không tin anh hả? Tin rồi. Vậy biết mình sai chưa? Xin lỗi anh đi. Xin lỗi anh sẽ em ôm với anh nữa. Dễ sợ thiệt. Phải tin tưởng nhau chứ. Nhưng mà thấy bé Mai ngon nha. Dễ thương á. Ngon lắm hả? Ngon lắm hả? Ngon không? Ngon, ngon lắm hả? Ngon không? Nhưng không ngon bằng Diễm My. My à, anh Quốc đây. Cho anh xin lỗi về chuyện ngày hôm qua nhé. Lúc thấy nước mắt của em, lòng anh như đau nhói. Tình yêu là gì vậy? Em có còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Lúc đó em đeo một cái ba lô khổng lồ và dắt theo Henrik. Anh còn nhớ cả câu nói đầu tiên mà em dành cho anh nữa. Mùa gì vậy? Và có lẽ tình yêu của em đã bắt đầu từ đó đúng không? Trời ơi, đẹp gì vậy trời? Thư gì mà viết dài 40 trang. Anh cũng không khác gì em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và viết cho em những dòng chữ đơn giản này. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của em đã khắc sâu trong lòng của anh. My à, trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.